làm bảo dưỡng cái máy này để gà đồng. Kêu khách xuống. Chưa, nhìn đây nha, 1, 2, 3. Trời, chắc giờ gần hoàn chỉnh rồi. Để chỉnh vài thứ nữa là xong, lên máy luôn á. Thank you.
nay. Để cặp xích lên nữa là xong, là về luôn. Rồi, cảm ơn. Rồi, đây là kho máy hiện có của tháng 11, 12 ha. Hiện tại giờ còn rất là nhiều máy. Ở phía đây mình có để đây nữa, với lại phía sau. Mấy cái máy đẹp mình để bên đây nha. Máy Thái 1747 rồi đó. Bên đây hết. Như mấy chiếc này đây, máy đẹp rồi. Những máy thường mình để bên đây nha. Phía trong này là để 125X. Còn 4 chiếc 125 nha. Chiếc này chiếc DC95. Mọi người muốn mua máy dầu thì mình có nha, 70 dầu có đủ hết nè. Đây. Đây là phía trước mới vô nè. Mọc là tới sau. Đây. Đây thì mình để mấy chiếc 6040 với lại mấy chiếc 7040, một chiếc phía đó với chiếc phía sau nữa. Mấy cái máy còn chất nữa. Này là quay tổng quát nguyên kho nha mọi người. Phía ngoài đây là khu vực bảo dưỡng. Bảo dưỡng máy. Ngoài đây còn hai chiếc nữa nè, 7040 với 6040. Nói chung máy là chưa hầu hết là chưa bảo dưỡng hết. Khi nào mọi người mua rồi mình mới làm ha. Cũng còn nguyên si. Để ra chiếc quay máy cài trước ha. Ở phía trước này thì mình để một số cái máy, hai máy mới 4018 của Thái nguyên chiếc á. Cái này máy mới trăm trăm nhập từ Thái luôn. Năm công 18 nè. Với lại là 4708. 6040 thì mình còn nhiều lắm. 5-6 chiếc nữa. Assay 1540 ha. 47 nè. Vậy là mấy cái máy đây mình chuẩn bị thanh lý cho nó xả hàng. Rồi, chào mọi người, bữa nay về thêm một container. Ê, hai container chứ. Của máy gạch và điện hợp, tổng cộng 6 chiếc á. Máy này chất lượng 90% hết nha. Để bây giờ mình chuẩn bị xuống máy xong rồi mình sẽ quay từng chiếc cho mọi người xem ha. Rồi, cảm ơn mọi người nha. Bơm lên.
Rồi, chào mọi người nha. Hiện tại giờ đang vệ sinh với cái máy này xíu. Này cái lô máy DC70 Bluetooth mới về. Máy nào cũng đẹp hết. Mình mới về container để chút mình để video cho mọi người xem nha. Có máy nè. 95 105. Chào mọi người, đây là cái khu vực mà mình làm bảo dưỡng máy cho khách đó. Hiện tại giờ cũng đang vô vụ cho nên máy, số lượng máy bảo dưỡng hơi nhiều. Giờ số lượng máy làm cũng khá là nhiều đó. Ở đây làm thì tùy theo cấp độ nha mọi người. Ví dụ làm từ A-Z thì giống mấy chiếc kia. Đây, số đồ mở ra hết rồi. Mấy chiếc bên kia cũng đang đợi làm. Này làm cũng gần xong rồi luôn. Mình thì đang làm. Thì nếu mà mọi người ở lâu thì làm cái chiếc này luôn, làm đại tu là hết vậy. Máy này đang chờ làm. Rồi, cảm ơn mọi người. Rồi, xin chào mọi người nha. Nếu mà mọi người cảm thấy thích cái kênh video của mình á, thì ở phía đây nè sẽ có hiện cái nút đỏ đỏ, nút đăng ký á, thì mọi người nhấp vào đó là mọi người sẽ theo dõi cái kênh bán hàng của mình. Thì ủng hộ mình bằng cách like video ha. Cảm ơn mọi người nha. Đây là ở phía dưới công ty nha mọi người. Thì cái địa chỉ của mình đây là đường quốc lộ 53 nè ha. Mình đang ngay đầu đường quốc lộ 53, địa chỉ số 167 á, huyện Long ý của ấp Long Thuận A, xã Long Phước, huyện Long Hồ của tỉnh Vĩnh Long. Thì mọi người muốn dễ đi hơn thì cứ gần gần xa xa đây có một cái chỗ, cái tòa nhà trắng trắng là cái bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long á, thì hỏi người ta bệnh viện đa khoa ở đâu là mình công ty mình cách đây có hàng đúng cây số, qua một cái cầu me lớn nha. Cầu ông me lớn. Rồi, cảm ơn mọi người nha.